Sáng ngày 20 tháng 5, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo có thêm một trường hợp tử vong do COVID-19 là bệnh nhân 3197, là nữ 64 tuổi, có tiền sử viêm gan B mạn cách đây 10 năm, ung thư gan phát hiện cách đây 4 tháng. Bệnh nhân được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày 4 tháng 5 với chẩn đoán nhiễm trùng huyết, ung thư gan, viêm gan B mạn, hội chứng thực bào máu. Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, thở máy, kháng sinh phổ rộng kết hợp thuốc kháng nấm, thuốc chống viêm, truyền máu, thuốc vận mạch. Bệnh nhân cũng đã được các giáo sư đầu ngành hội chẩn quốc gia ngày 18 tháng 5. Tuy nhiên, do bệnh lý nền quá nặng không đáp ứng điều trị, bệnh nhân đã tử vong ngày 19 tháng 5. Nguyên nhân tử vong được xác định do sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân ung thư gan, viêm gan B mạn, hội chứng thực bào máu, kiệt bạch cầu, nhiễm SARS-CoV-2. Đây là ca tử vong của bệnh nhân thứ 38 có liên quan tới COVID-19 tại Việt Nam. Cũng trong sáng ngày 20 tháng 5, cả nước có 30 ca mắc mới ghi nhận trong nước, tại Lạng Sơn 1 ca, Ninh Bình 2 ca, Thanh Hóa 1 ca, Bắc Ninh 8 ca, Hải Dương 5 ca và Bắc Giang 13 ca. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về fellow@vongphapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.